Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bộ Chính trị kỷ luật và đề nghị kỷ luật 4 nguyên bí thư tỉnh ủy. Ngày 11 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu xây lắp số 4 dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Đặng Quốc Khánh trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức, đảng, chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát, để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong tổ chức thực hiện gói thầu 26 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ông Chợ Văn Lâm trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện các dự án gói thầu tại khu di tích lịch sử Đền Hùng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các ông Ngô Đức Vượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Hoàng Dân Mạc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trong thời gian giữ cương vị lãnh đạo tại Đảng bộ tỉnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2010-2015 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền tài sản của nhà nước. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt, vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị kỷ luật xử lý hình sự, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên nêu trên,
Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm, khiển trách Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét xử lý kỷ luật các ông Ngô Đức Vượng, Nguyễn Doãn Khánh, chưa xem xét kỷ luật ông Hoàng Dân Mạc do bị bệnh nặng. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Đề nghị cấp thẩm quyền kỷ luật nguyên Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Đặng Quốc Khánh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang. Trong ngày 10 và 11 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 47. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trần Cẩm Tú chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung, theo đó thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, gói thầu số 04 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn tiền và tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các ông Đặng Quốc Khánh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lương Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Lê Minh Đức, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Hà Giang và một tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Tiến Dũng. Kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy Sở Kế hoạch Đầu tư, Chi bộ, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông Nguyễn Văn Sơn, Lương Văn Đoàn. Kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Lê Minh Đức. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Đặng Quốc Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!